Nga xin kính gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý khán giả của đài truyền hình IBC. Chào đón quý vị đến với chương trình Nẻo đường tâm linh. Tuần này Thúy Nga sẽ mời quý khán giả cùng đến viếng thăm Vương đường Phật giáo Nhật Bản Vô Lượng Thọ Tự, tọa lạc tại Tam Bảo Sơn thuộc thành phố Kobe ở Hyogo, Nhật Bản. Kobe là một thành phố sầm uất với dân số hơn 1.500.000 người dân và cũng là thành phố đầu tiên mở giao thương với phương Tây từ thế kỷ 19. Vương đường Phật giáo là ngôi chùa có khuôn viên rộng lớn được xem là lớn nhất Nhật Bản hiện nay. Với diện tích tọa lạc trên 150 hectare, Vô Lượng Thọ Tự được hoàn thành sau 7 năm xây dựng với tổng kinh phí hơn 60 tỷ yên Nhật Bản, với sự đóng góp của hơn 3,5 triệu tín đồ Phật giáo. Chùa có nhiều công trình kiến trúc được kỷ lục Guinness Thế Giới công nhận như là Đại Hùng Bảo Điện, Ngũ Tầng Tháp, Thánh Đức Thái Tử Đường, v.v. Đặc biệt, ngôi chùa còn có cặp đèn bằng đá hoa cương cao tới 12 mét, được xem là cặp đèn cao nhất thế giới. Cổng sơn môn lớn nhất thế giới với chiều cao 35.6 mét, chiều ngang thì 35 mét rưỡi, chiều rộng 13.8 mét. Để đến được cổng sơn môn này, chúng ta như bước vào thế giới tịnh độ bên trong. Khách viếng sẽ đi qua chân Như Kiều, một cây cầu dài 141 mét, bắc qua Nhật Nguyệt Đàm, tuyệt đẹp. Sau nhiều năm ấp ủ, Dr. Kiyose Ashinio, một tu sĩ sáng lập giáo phái Phật giáo, Nanbutsu-su đã tìm thấy một khu đất phù hợp để tạo dựng ngôi chùa theo mong ước của mình. Và các Phật tử cũng như thành viên nỗ lực hiện thực ước mơ của vị lãnh đạo tâm linh của họ. Và sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 5 diễn ra tại Hyogo, thành phố Kobe, Nhật Bản. Từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 11 năm 2008, trong không khí của mùa thu an lành, thanh lương, hội nghị đã đón nhận sự tham dự của trên 300 đại biểu lãnh đạo Phật giáo thế giới đến từ 33 quốc gia thành viên và 10.000 Phật tử của Niệm Phật Tông Nhật Bản. Tọa lạc tại trung tâm Nhật Bản trong vành đai công viên quốc gia Seto Inland Sea, 148 hectare đất được vây bọc chung quanh bởi 8 ngọn núi, tạo thành hình một đóa sen 8 cánh. Vương đường Phật giáo lộng lẫy, vĩ đại nhất thế giới này thuộc Vô Lượng Thọ Tự, tọa lạc tại Tam Bảo Sơn ở Kobe, Nhật Bản. Trung tâm được đánh giá là có những hạng mục công trình kiến trúc phá kỷ lục thế giới. Cặp đèn đá trước chính điện cao 12 mét là cặp đèn đá lớn nhất thế giới được ghi vào sách kỷ lục thế giới. Hai bên hồng trên đỉnh góc của tầng mái trên chính điện trang trí đôi hổ phù Onigawara lớn nhất Nhật Bản với bề ngang 8.8 mét và chiều cao 9 mét. Với diện tích hơn 150 hectare, Vô Lượng Thọ Tự được hoàn thành sau 7 năm xây dựng với tổng kinh phí hơn 60 triệu yên Nhật, với sự đóng góp của hơn 3.5 triệu tín đồ Phật tử.
chùa có nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng được Guinness Thế Giới công nhận kỷ lục. Phần quan trọng chính là Phật điện của Vương Đường. Chánh điện được thiết kế rất công phu, tuyệt đỉnh mỹ thuật Phật giáo, nhưng vô cùng thanh thoát, trang nghiêm. Ngoài ra, trong khuôn viên Vương Đường còn có vườn tường Ngũ Bách Danh La Hán, nằm trong vườn thượng uyển với đầy kỳ hoa dị thảo. Khu vườn tường được tạc theo đúng kích thước người thật với độ tinh xảo về nghệ thuật, tạo hình độc nhất vô nhị trên thế giới. Tại Vương Đường Phật giáo Nhật Bản còn là nơi tổ chức những kỳ hội nghị, hội thảo Phật giáo mang tầm quốc tế, có sự tham gia của các lãnh đạo Phật giáo nhiều quốc gia, các nhân sĩ trí thức Phật giáo và các tín đồ Phật giáo. Như năm 2008, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 5 cũng được tổ chức nơi đây, vinh dự cung thỉnh hơn 300 vị lãnh đạo Phật giáo từ các quốc gia và hơn 10.000 nhân sĩ trí thức cùng tín đồ Phật giáo khắp nơi trên thế giới cùng vân tập. Du khách đến đây đi qua cây cầu Chân Như dài 141m, bắc ngang qua Ánh Nguyệt Đàm dẫn đến cổng chính cao 35.7m với bề ngang 34.5m để đi vào Tịnh Độ Viên. Tại cổng chính là hai vị thần hộ pháp đứng chầu hai bên cổng, nhắc nhở mọi người khi bước chân đến nơi tôn nghiêm, hãy để tâm mình thanh tịnh, làm lành, tránh xa những điều dữ, điều ác. Từ bên ngoài nhìn vào pho tượng phía bên phải há miệng biểu tượng cho thở ra, còn pho tượng bên trái khép miệng lại tượng trưng cho thở vào. Dọc theo con đường dẫn đến chánh điện, nép mình giữa vườn cây xinh tươi là điện thờ Thánh Đức Thái Tử có hình bát giác. Đây được xem là điện thờ bát giác lớn nhất Nhật Bản hiện nay. Gần đó là bảo tháp 5 tầng, cao 32.7m, kết cấu bằng gỗ với những màu ngũ sắc truyền thống, được vẽ từ tay của 30 nghệ nhân chọn lọc từ 3 nước Nhật Bản, Trung Quốc, Đại Hàn trong vòng 2 năm mới hoàn thành. Ngôi chánh điện ấn tượng nhất nằm trên đỉnh đồi, được trang trí với những mẫu hoa văn chạm khắc tinh xảo, những tác phẩm khắc chạm mô phỏng theo kinh Vô Lượng Thọ, gồm 108 vị Bồ Tát, 1.008 hóa thân Đức Phật, được trang trí với 10.450 mẫu chạm khắc và 320.000 mảnh vàng lá. Ở trung tâm là một kim điện cao 19m, bề ngang 19.98m, với những tác phẩm khắc chạm 108 vị Bồ Tát và 1.008 hóa thân Đức Phật. Du khách được vào trong khu trung tâm tụng kinh niệm Phật, chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật Phật giáo. Được biết chánh điện mở cửa vào những ngày quan trọng hay tiếp đón những vị nguyên thủ quốc gia. Vào đây, du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn dung nghi tượng Đức Phật A Di Đà cao 19m bằng gỗ giác vàng, cũng như có thể đến viếng nơi tôn trí tượng Phật do các vị lãnh đạo tinh thần cũng như hoàng tộc của 33 nước cúng dường đến chùa. Bên ngoài ngôi chùa là hai tháp chuông, mỗi tháp đều có quả chuông đồng lớn. Đại Hồng Chuông được xem là lớn nhất, nặng 50 tấn, bề dày 35 cm. Lắng nghe tiếng Đại Hồng Chuông vang lên giữa núi rừng làm cho lòng người lữ khách cũng lắng động tâm tư. Cảnh trí quanh chùa là tổng thể hoa viên, được xem là một trong những thiền viện Nhật Bản đẹp nhất, với nhiều giống cây hiếm quý, trong đó có những cây cổ tùng 800 năm tuổi. Khu công viên Ngũ Bách La Hán được xem là độc nhất vô nhị hiện nay.
hoàn thành một tự viện hiện đại với những công trình kỷ lục như là chánh điện trang nghiêm, trang trí 10.450 hoa văn gỗ chạm khắc và 320.000 hoa văn chạm khắc nổi có giác vàng. Tại trung tâm điện còn có điện vàng cao 19m, chiều ngang 19.98m. Trên đỉnh điện vàng trang trí đôi rồng lộng lẫy rực rỡ. Hai bên điện vàng là những công trình nghệ thuật điêu khắc chạm trổ công phu, tỉ mỉ, được thiết kế 4 tầng, tôn trí 108 bức tượng La Hán và 1.008 tôn tượng Đức Phật. Có rất nhiều công nhân, kiến trúc sư, kỹ sư, nghệ nhân v.v. đến từ Nam Hàn, Trung Quốc làm việc miệt mài trong suốt 7 năm trời ròng rã. Có 3.5 triệu công nhân, kể cả kiến trúc sư, kỹ sư, nghệ nhân đã làm việc với tất cả tấm lòng thành của mình để hoàn tất được công trình vĩ đại này và được khánh thành vào đầu tháng 11 năm 2008. Đây cũng chính là địa điểm lý tưởng cho hành trình khám phá tâm linh của Phật tử lẫn du khách khắp nơi trên thế giới. Trong đó có phái đoàn của Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp cũng đã viếng thăm trong chuyến hành hương đến các tự viện Nhật Bản tổ chức vào tháng 9 năm 2017. Tuyết Nha xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm, ủng hộ và đồng hành với Tuyết Nha trong chặng đường vừa qua đến với đất nước Nhật Bản. Và kính chúc cho quý khán giả vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm.